Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Đồng hành cùng bạn trong mùa dịch mùa thứ hai. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Quân, hiện đang công tác tại khoa thẩm mỹ da Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui được đồng hành cùng tất cả quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, thì Đồng hành cùng bạn trong mùa dịch là một chương trình được Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với mục tiêu nhằm đem đến những kiến thức, những thông tin cần thiết để quý vị và các bạn có thể tự chăm sóc da của mình tại nhà trong mùa dịch này, đặc biệt là trong cái thời điểm mà chúng ta đi lại, chúng ta thăm khám trực tiếp với các bác sĩ nó sẽ trở nên khó khăn hơn. Chính vì vậy mà Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện chương trình này, và trải qua một mùa phát sóng thì chúng tôi đã nhận được rất là nhiều những cái tín hiệu tích cực từ quý vị khán giả, đó cũng chính là động lực để chúng tôi thực hiện tiếp cái chương trình mùa 2 lần này. Và trong hai cái kỳ phát sóng vừa rồi thì các bạn đã có thêm được những kiến thức, những thông tin cần thiết về các cái bệnh da cũng như các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục. Thì tin chắc là trong cái kỳ thứ ba này chúng ta lại càng có thêm những cái kiến thức cần thiết hơn nữa với một cái chủ đề cực kỳ hấp dẫn. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là chăm sóc da và làm đẹp an toàn trong mùa dịch. Và đặc biệt hơn nữa sẽ lại còn hấp dẫn hơn nữa khi chúng ta sẽ cùng chào đón một vị diễn giả vô cùng xinh đẹp, vô cùng dễ thương, đó chính là thạc sĩ bác sĩ Trần Nguyên Ánh Tú, hiện đang là phó trưởng khoa thẩm mỹ da Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ Anh Tú. Xin cảm ơn cái lời giới thiệu rất là dễ thương của Duy Quân. Xin chào Duy Quân và tất cả các quý anh chị đang xem chương trình ạ. Một lần nữa thì cảm ơn bác sĩ Anh Tú đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và tin chắc là chúng ta sẽ có được những kiến thức, những thông tin rất là bổ ích trong việc làm đẹp cũng như chăm sóc da một cách an toàn trong mùa dịch. Thưa quý vị và các bạn, thì trước khi mà chúng ta tiếp tục với những cái câu hỏi, những cái giải đáp thắc mắc trong chương trình ngày hôm nay, thì xin cho phép Duy Quân được nhắc lại một chút về thể lệ của chương trình. Thì chúng ta có thể liên hệ trực tiếp bằng cách gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo, qua số hotline của chương trình, đó chính là 0969 347 797. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, đó chính là 0969 347 797. Hoặc nếu như mà quý vị và các bạn có ngại ngùng gì đó về việc gọi điện thoại trực tiếp thì chúng ta cũng có thể comment trên fanpage của Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ có 3 cái cách như vậy để có thể liên hệ trực tiếp với chương trình nhằm đặt những cái câu hỏi cho vị diễn giả xinh đẹp của chúng ta ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn, trong cái mùa 2 này thì chúng ta sẽ có một số cái thay đổi khác hơn nữa, đó chính là vào đầu mỗi chương trình thì chúng tôi sẽ đưa ra một cái câu hỏi nhỏ. Câu hỏi này không đơn giản chỉ là một cái câu hỏi để chúng ta trả lời không đâu, mà đó còn là cái thông điệp mà diễn giả của chúng ta muốn gửi đến quý vị và các bạn có liên quan đến chủ đề ngày hôm nay, đó chính là chăm sóc da và làm đẹp an toàn trong mùa dịch. Và sau đây thì xin cho phép tôi được đọc câu hỏi của ngày hôm nay. Câu hỏi của ngày hôm nay đó chính là chăm sóc da tại nhà đúng cách trong mùa dịch. Các bạn hãy chọn câu đúng. Câu A đó là sử dụng các sản phẩm rửa mặt chứa chất tẩy rửa mạnh. Câu B, rửa mặt nhiều lần trong ngày, càng nhiều càng tốt. Câu C, sử dụng bọt biển, dụng cụ rửa mặt để làm sạch mụn. Câu D, sử dụng kem dưỡng ẩm trước khi mang khẩu trang và sau khi tháo khẩu trang ra. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã biết được cái câu hỏi của ngày hôm nay rồi, và chúng ta còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh chóng gửi đến chương trình những cái câu trả lời của các bạn. Và các bạn cũng cần lưu ý là đừng quên like và share của chương trình ngày hôm nay để chúng ta có cơ hội bước vào một cái vòng tiếp theo, đó chính là chúng ta sẽ bốc thăm để nhận được những cái phần quà rất là hấp dẫn. Và bật mí cho quý vị và các bạn biết được phần quà của ngày hôm nay đó chính là một cái combo bao gồm sữa tắm và sữa dưỡng ẩm rất là thích hợp cho những cái làn da khô, làn da nhạy cảm và phù hợp cho nhiều cái lứa tuổi khác nhau. Một lần nữa thì các bạn hãy nhanh chóng comment cho chương trình và nhanh chóng like và share chương trình ngày hôm nay các bạn nhé. Thưa quý vị và các bạn, thì chắc là chúng ta sẽ không đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu trong cái chương trình ngày hôm nay nhé. Và đến với cái chương trình ngày hôm nay thì xin cho phép Duy Quân đọc một cái câu hỏi đầu tiên dành cho bác sĩ Ánh Tú. Đó là câu hỏi này được một bạn đặt cho bác sĩ là: chào bác sĩ, em đang điều trị nám da tại khoa thẩm mỹ da với việc thuốc uống, thuốc bôi và laser mỗi 2 tuần. Em thấy các vết nám cải thiện rất tốt, nhưng giờ tình hình dịch đang khá căng thẳng, em không thể đến bệnh viện để điều trị laser tiếp được. Em rất lo, nhưng khi ngưng laser như vậy thì nám sẽ bị trở lại, thì em phải làm sao đây ạ? Xin chào chị. Trước hết là rất là cảm ơn cái câu hỏi của chị, bởi vì cái tình huống mà chị đưa ra cho bản thân của chị nó cũng là cái tình huống chung của rất là nhiều những khách hàng đang điều trị tại khoa thẩm mỹ da, và họ cũng rất là lo lắng như chị và đã gọi về khoa và để nhờ các bác sĩ tư vấn rất là nhiều vấn đề này. Thì hôm nay thông qua chương trình thì cũng có những cái thông tin như vậy để cho cung cấp cho chị cũng như là cho các anh chị khác chúng ta có những cái thắc mắc tương tự thì chúng ta được giải đáp. Thì
Chúng ta biết rằng cái việc mà điều trị nám da, đến những chị nào mà đã từng bị nám da rồi thì cũng thấy rằng cái việc điều trị nám da nó cực kỳ là phức tạp, kiên trì. Bệnh nhân phải mất một cái khoảng thời gian rất là dài thì mới thấy được sự cải thiện. Thì may mắn là chị đã có được sự cải thiện đó rồi. Và khi mà có sự cải thiện như vậy thì tất nhiên là ngưng cái việc điều trị do tình hình dịch, chị khá là lo lắng. Thì phải giải thích cho chị nghe là vai trò của laser trong cái việc mà điều trị nám đến đâu để cho chị yên tâm hơn, để chị có thêm cái thông tin cho việc điều trị của mình. Thì nói về bệnh nám da thì có một cái hiện tượng đó là một cái tế bào sắc tố của chúng ta vì một lý do gì đó, có thể là do ánh nắng mặt trời chúng ta tiếp xúc quá nhiều, có thể là do hiện tượng viêm, do nội tiết chẳng hạn, và nó làm cho tế bào sắc tố nó tạo ra nhiều sắc tố hơn. Và bên cạnh đó thì có thêm một cái hiện tượng nữa là nó tăng đẩy nhanh những cái sắc tố mà đã tạo ra được đó, đẩy nhanh từ tế bào sắc tố ra thượng bì, và nó gây ra cái hiện tượng trên lâm sàng đó là có một cái hiện tượng nám da. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng rằng cái vai trò của laser, đặc biệt nhất là những cái laser mà tác động đến sắc tố thì chủ yếu nhất là nó đào thải cái sắc tố nhanh hơn. Và ưu điểm của nó là nó có thể đi sâu, nó đào thải được những cái sắc tố ở sâu trong lớp bì, chứ nó không có ngăn được cái quá trình mà cơ thể mình nó tạo ra sắc tố, cũng như là nó không có ngăn được cái quá trình mà đẩy nhanh cái sắc tố từ tế bào sắc tố đi ra lớp thượng bì. Do đó thì đúng là khi mà chúng ta điều trị, bác sĩ kết hợp thuốc uống nè, thuốc bôi cho chị nè, kết hợp với laser cho chị, thì cái hiệu quả điều trị nó sẽ đạt được nhanh hơn, cải thiện nó sẽ được tốt hơn. Nhưng mà trước một cái tình hình dịch như vậy chúng ta không thể điều trị laser tiếp được, thì chị cũng đừng có quá là lo lắng, và chúng ta hãy duy trì tiếp tục chống nắng tốt nè, sử dụng kem chống nắng như là bác sĩ hướng dẫn, tránh nắng càng nhiều càng tốt nè. Thứ hai đó là chúng ta vẫn tiếp tục bôi những cái kem làm trắng da như là bác sĩ đã hướng dẫn, thì cái hiệu quả điều trị nó vẫn được duy trì và nó vẫn được cải thiện tiếp. Và khi mà tình hình dịch đã ổn hơn rồi thì chúng ta sẽ quay lại để điều trị laser để đào thải sắc tố nó nhanh hơn, để tăng cái hiệu quả điều trị lên tốt hơn. Xin cảm ơn những câu trả lời rất là chi tiết của bác sĩ Ánh Tú. Và rõ ràng nám khi mà chúng ta điều trị chúng ta cần phải có một quá trình, và laser cũng đóng một cái vai trò nhất định nào đó trong cái việc điều trị nám, đúng không ạ? Và tiếp theo thì xin bác sĩ Ánh Tú sẽ trả lời một cái câu hỏi qua Facebook của một bạn tên là Lâm Quang Nhân, em một bạn nam. Bác sĩ ơi, em đang bị mụn viêm và thâm do mụn, em không biết phải sử dụng sản phẩm gì ạ, nhưng do tình hình dịch nên em không thể đến tái khám được ạ. Xin chào bạn. Trước hết thì khi mà bạn nói là bạn đang có một cái tình trạng mụn viêm và tình trạng mà mụn thâm, có nghĩa là bạn đang có hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề về mụn viêm, vấn đề thứ hai đó là vấn đề về mụn thâm. Thì như vậy chúng ta sẽ phải cải thiện như thế nào? Thì cái câu trả lời cho bạn đầu tiên hết là chúng ta phải cải thiện tình trạng mụn viêm trước. Bởi vì cái tình trạng mà thâm đó, nếu mà chúng ta để cái tình trạng viêm nó kéo dài quá thì nó lại bị tăng sắc tố, là do cái hiện tượng viêm, thì nó có thể làm cho cái tình trạng thâm nó lại càng nặng nề hơn nữa. Thì đúng là trong cái tình hình mùa dịch như vậy thì bạn rất là khó để đến bệnh viện khám. Mà điều trị mụn trứng cá thì nó lại tùy theo mức độ, có thể mức độ nhẹ, mức độ trung bình, mức độ nặng, mà chúng ta sẽ chỉ định là có phải kết hợp thuốc bôi, kết hợp thuốc uống. Thì trước mắt là chắc là sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách chăm sóc da như thế nào để làm cho cái tình trạng mụn trứng cá nó không có bị nặng nề hơn nữa. Thì đầu tiên hết là chúng ta nên làm sạch da với lại nước ấm, với những cái sản phẩm mà chúng ta dịu nhẹ cho da, tức là không có chứa hương liệu, không có chứa cồn, không có chứa những cái chất tẩy rửa. Và chúng ta cũng làm sạch 2 lần một ngày thôi, với nước ấm thôi, chúng ta không nên sử dụng nước quá nóng thì nó làm khô da nhiều hơn, nó làm cho da nó tăng kích ứng lên. Và thứ hai nữa là khi mà chúng ta rửa mặt như vậy á, thì chúng ta sẽ có những cái bước sau đây xin phép được hướng dẫn bạn luôn. Đó là chúng ta sẽ cho sữa rửa mặt ra tay, cho một ít nước ấm vào, chúng ta tạo bọt và chúng ta rửa rất là nhẹ nhàng trên da. Chúng ta không dùng cái bọt biển, là không dùng những cái dụng cụ để rửa mặt sạch á, những cái máy mà rửa mặt á, chúng ta không có nên sử dụng trên cái tình trạng da mụn viêm, vì nó sẽ làm nặng lên cái tình trạng mụn viêm của mình. Và khi mà chúng ta đã rửa mặt sạch xong rồi thì chúng ta rửa lại nước ấm, và sau đó chúng ta dùng cái khăn mềm thôi, và chúng ta chậm trên da, chứ chúng ta cũng không có nên chà xát, vì chà xát như vậy thì nó sẽ làm tổn thương cái hàng rào bảo vệ da và nó lại làm cho mụn viêm nó lại càng nặng hơn nữa. Thứ hai đó là chúng ta không nên nặng mụn. Bởi vì bạn sẽ không biết được rằng cái mụn nào chúng ta cần phải, chúng ta có thể nặng mụn được, đặc biệt nhất là đối với những mụn viêm đi. Nếu mà bạn nặng thì vô tình bạn sẽ làm cho cái tình trạng mụn viêm nó càng nặng hơn nữa, và thậm chí là nó có thể là nguy cơ nó bị sẹo, bởi vì nó phá vỡ đi những cái cấu trúc da trên da của mình. Và một cái bước thứ ba nữa là cái mùa này thì chúng ta lại phải đeo khẩu trang rất là nhiều. Do đó thì bạn cần phải có một cách chăm sóc da đúng khi mà chúng ta đeo khẩu trang, thì cái tình trạng da của bạn nó mới không có bị nặng lên cho mụn trứng cá được. Rất là cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Ánh Tú. Và các bạn thấy không, rõ ràng là
Chỉ có một câu hỏi nhỏ thôi, bác sĩ Ánh Tú giải thích rất là nhiều những cái khía cạnh khác nhau của cùng một cái vấn đề. Như vậy thì rất là khó để gặp được bác sĩ Ánh Tú đó nha. Chính vì vậy mà quý vị và các bạn nếu mà có bất kỳ một cái thắc mắc gì thì mình đừng có ngại ngùng gì hết. Mình hãy cứ comment trực tiếp trên fanpage của Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo cũng được. Số hotline của chương trình đó chính là 0969 347 797, để các bạn có thể nhận được những câu trả lời rất là chi tiết về không chỉ là điều trị không mà còn cách chăm sóc cho những cái tình trạng da mà mình đang mắc phải nữa. Thật ra Duy Quân biết không, giống như bạn lúc nãy mà mình comment trên Facebook á, thì mình nói là da mình đang bị mụn vì viêm, nhưng mà nếu được giá như là bạn gửi một cái hình vào thì có lẽ là cái sự tư vấn nó sẽ cụ thể trực tiếp hơn cho bạn. Còn khi mà mình chỉ cái viết cái comment không thì nó cũng hơi khó, bởi vì cái lời mô tả mà nó cũng sẽ khó hơn Duy Quân ha. Nhưng mà chắc bác sĩ Ánh Tú cũng hiểu cho bạn chút xíu, tại bạn là nam mà nếu không nên nhiều khi đã rất là can đảm rồi mới comment lên được, đúng không ạ? Cái này chắc tâm trạng của Duy Quân. Nhưng mà tiếp theo chương trình chắc là phải nhờ bác sĩ Ánh Tú trả lời dùm một câu hỏi nữa, một câu hỏi rất là thật ra Quân đọc trên đây rất là xúc động, tại vì đây cũng là một bạn nam hỏi, nhưng mà không phải hỏi cho mình mà hỏi là cho vợ của bạn. Thì bác sĩ ơi, vợ em mới sinh em bé được 2 tháng, tóc rụng rất là nhiều, mỗi lần vội gội đầu thì tóc rơi cả chùm. Do em bé của em còn nhỏ và tình hình dịch nơi em ở phức tạp quá nên em không thể đưa vợ đến bên khám bệnh viện được. Nhưng em vô cùng lo lắng vì hàng ngày tóc rụng nhiều quá. Em sợ cứ tóc rụng hoài như vậy thì vợ em sẽ bị trọc đầu mất. Xin bác sĩ cho cái lời khuyên đi ạ. Dạ. Trước hết là đúng như Duy Quân đã nói là xúc động quá. Bạn rất là quan tâm, rất là lo lắng cho vợ của mình. Thì phụ nữ sau sinh xong á, thì có một cái sự thay đổi nội tiết và có thể rất là thường gặp cái tình trạng mà rụng tóc sau sinh, và thường xuất hiện vào tháng khoảng thứ 2 tới tháng thứ 4 sau sinh, và nó nhiều vào những cái tuần sau đó. Đối với lại những người nào mà đã từng có cái rụng tóc trước đó rồi thì sau sinh xong cái tình trạng rụng tóc này nó sẽ càng nặng nề hơn nữa. Và để nói cho bạn yên tâm về vợ mình, đó là thường cái tình trạng mà rụng tóc sau sinh thì thường là nó giới hạn trong vòng khoảng là 1 năm tới 1 năm rưỡi gì đó thôi, thì nó sẽ tự nó sẽ phục hồi lại. Tuy nhiên trong cái giai đoạn này thì mình cũng sẽ có một số cái cách để mà mình làm hạn chế cái tình trạng mà nó rụng tóc nhiều hơn nữa. Đầu tiên hết đó là chúng ta nên thay cái dầu gội đầu. Chúng ta nên sử dụng những cái dầu gội đầu mà nó làm dày tóc, tức là khi mà gội lên thì nó có những cái protein nó bao quanh sợi tóc, nó làm cho tóc trông cảm giác là nó dày hơn, nó có cảm giác nó bồng bềnh hơn, nó làm cho đỡ đi cái tình trạng mà tóc nó bị xẹt, nó bị mỏng. Thứ hai đó là chúng ta hạn chế sử dụng những cái dầu xả mà nó có đi kèm chung với lại dầu gội luôn. Và thứ hai đó là không có dùng những cái dầu xả mà nó quá mạnh. Thì thường thông tin để cho bạn dễ hơn, tránh hơn, đó là trên cái sản phẩm đó nó có những cái dòng chữ ví dụ như là 2-in-1, tức là 2 trong 1, hoặc là intensive conditioner, tức là cái dầu xả nó quá mạnh. Bởi vì những cái sản phẩm này nó sẽ làm tóc nó bị xẹp xuống, nó bị rũ xuống, thì tóc đã ít rồi nhìn nó lại càng ít hơn nữa. Và bạn nên chọn lựa những cái dầu xả, những cái dầu gội mà dành cho tóc mỏng, tóc thưa. Thì có thể trên những cái sản phẩm này nó có thể có những cái dòng chữ ví dụ như là for fine hair hoặc là for thin hair chẳng hạn, thì nó sẽ giúp cho tóc mình nó đỡ bị xẹp hơn. Và một cái điều cuối cùng nữa là mặc dù chúng ta đã chọn những cái dòng dầu xả nhẹ nhàng, những cái dòng dầu xả mà nó không có làm tóc xẹp rồi, thì khi chúng ta sử dụng dầu xả thì chúng ta cũng nên sử dụng cho cái phần mà ngọn tóc thôi. Chúng ta không có nên để vào cái phần da đầu và cái phần chân tóc. Như vậy thì nó sẽ làm tình trạng rụng tóc của vợ bạn nó càng nặng nề hơn nữa. Và tin chắc là nếu như mà bạn Minh này theo những cái hướng dẫn của bác sĩ Tú vừa rồi, cộng với một cái tình cảm rất là đặc biệt mà bạn dành cho vợ của mình, thì chắc chắn là cái tình trạng của rụng tóc của vợ bạn sẽ nhanh chóng được cải thiện thôi, phải không ạ? Thưa bác sĩ Anh Tú, thì cũng có một bạn với cái Facebook là Cherry Nguyễn hỏi về em bị mụn viêm nhiều để lại thâm thì nên sử dụng những sản phẩm nào để trị thâm ạ? Bạn Cherry Nguyễn ơi, câu hỏi này thì chắc là vừa rồi bác sĩ Anh Tú cũng đã có trả lời rồi, thì bạn có thể xem lại cái chương trình livestream ngày hôm nay để các bạn có thể có được cái phương pháp điều trị thích hợp cho mình. Tiếp theo chương trình thì xin mời bác sĩ Anh Tú, chúng ta sẽ có một cái câu hỏi, cái này chắc là đúng sở trường của bác sĩ Anh Tú. Một bạn Facebook bạn hỏi là chào bác sĩ, thì da em hỗn hợp dầu nhạy cảm và mỏng, thâm đỏ trên da em khá lâu rồi, mụn xong thì để lại những vết thâm, nhưng mà bạn khẳng định vết thâm là những cái vết thâm màu đỏ, thì em nên dùng những sản phẩm nào ạ? Bạn có dẫn một cái chất đó là acid azelaic thì có phù hợp không thưa bác sĩ Tú? Duy Quân có thể nhắc lại câu hỏi là bạn nói là bạn có da nhạy cảm thôi, đúng không? Đúng rồi, bạn hỗn hợp da dầu nhạy cảm và mỏng nữa. Thì nghe như bạn mô tả thì cái tình trạng da của bạn
có vẻ như là khá là khó chịu đó, cùng phải phục hồi rất là nhiều bước. Thì đối với lại cái tình trạng mà da nhạy cảm thì chúng ta phải có một cái cách chăm sóc da tương đối là phù hợp hơn. Thì trước hết là xin phép được tư vấn cho bạn về cái cách mà chăm sóc da là da nhạy cảm như thế nào. Trước hết là chúng ta không phải là chỉ có rửa mặt không, mà chúng ta tắm, chúng ta cũng nên hạn chế tắm nước quá nóng và nên hạn chế cái việc mà chúng ta tắm quá lâu, vì như vậy nó làm cho da của bạn khô nhiều hơn và nó là sẽ làm cho bạn da bạn càng cảm giác là nó nhạy cảm, nó khó chịu hơn. Thứ hai đó là những cái sản phẩm mà chúng ta sử dụng chúng ta phải hết sức là thận trọng. Có những cái sản phẩm mà người khác sử dụng lên người ta không có khó chịu, nhưng mà với cái làn da nhạy cảm của bạn có thể như là retinoid nè, acid lipoic acid chẳng hạn, những cái sản phẩm mà nó hơi có tính chất bông tẩy nhẹ hoặc là vitamin C chẳng hạn, thì bạn sẽ cảm giác hơi bị khó chịu cho cái làn da nhạy cảm. Do đó chúng ta nên có thể là chúng ta tư vấn với bác sĩ, hoặc là chúng ta nên thử một lượng nhỏ trước khi mà chúng ta quyết định là chúng ta bôi cho toàn bộ cái gương mặt của mình. Và thứ hai nữa đó là chúng ta nên bôi kem dưỡng ẩm thường xuyên, đặc biệt nhất là sau khi mà chúng ta tắm xong, để cái hàng rào bảo vệ da của chúng ta được phục hồi thì nó sẽ đỡ cái tình trạng mà nó nhạy cảm hơn. Và một cái yếu tố nữa đó là trong cái việc mà chúng ta chọn lựa kem chống nắng cũng vậy. Thì bởi vì bạn có một cái làn da nhạy cảm, do đó thì chúng ta nên sử dụng kem chống nắng vật lý thay cho kem chống nắng hóa học. Bởi vì kem chống nắng vật lý thì dù sao cái tính nhạy cảm của nó cũng đỡ hơn rất là nhiều. Thì đó là một số những cái lưu ý khi mà bạn chăm sóc da cho một cái làn da nhạy cảm. Về cái vấn đề thứ hai, bạn nói là sau khi mà bạn bị mụn xong, bạn bị những cái vết đỏ trên da như vậy và sử dụng acid azelaic thì có phù hợp hay không? Thì cái tình trạng mà đỏ da sau khi mà mụn, người ta gọi là hồng ban sau mụn, tức là thường có một cái tình trạng viêm và nó sẽ gây ra cái hiện tượng là giãn mạch, và sau đó thì chúng ta thấy trên lâm sàng đó là có một những cái vết đỏ sau khi mà bị mụn. Thì thật ra những cái vết đỏ này theo dần thời gian, vài tháng thì một số trường hợp nó cũng sẽ tự khỏi. Tuy nhiên thì nếu mà bạn muốn nó hết nhanh hơn thì bạn có thể áp dụng những cái công nghệ laser mạch máu, ví dụ như là laser BBL, ví dụ như là IBL, sẽ giúp cải thiện nhanh cái tình trạng này. Còn làm sao để ngăn ngừa đó thì bạn biết rằng cái vấn đề này là do cái phản ứng viêm gây ra, thì cái cách tốt nhất là nếu chúng ta có mụn, chúng ta phải điều trị mụn sớm để cái tình trạng viêm nó không bị kéo dài, thì nó sẽ giảm đi được cái nguy cơ đó. Còn acid azelaic thì có cái vai trò trong điều trị mụn trứng cá, có vai trò trong điều trị thương tổn sắc tố, thì nó cũng sẽ cải thiện một phần những cái thương tổn mụn và những cái thương tổn vết thâm. Còn riêng đối với lại cái hồng ban sau mụn thì cái phần cải thiện của nó sẽ không được nhiều bằng. Một lần nữa xin cảm ơn những câu trả lời rất là chi tiết của bác sĩ Ánh Tú, và không chỉ về mụn mà về những cái vết thâm đỏ, cụ thể là những hồng ban sau mụn, đúng không ạ? Và rõ ràng là trong cái thực hành hàng ngày thì chúng ta cũng thấy là những cái da nhạy cảm là những cái da rất là khó chịu, đúng không bác sĩ Túc? Và đôi khi những cái sản phẩm mà mình cứ nghĩ là nó cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ an toàn, nhưng mà sử dụng trên da nhạy cảm nó cũng rất là khó khăn. Và chính vì vậy mà những bạn mà sử dụng da nhạy cảm thì chắc là mình cũng phải kiên nhẫn một chút xíu trong cái việc mà lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp cho da của mình. Da nhạy cảm thì là một cái vấn đề mà rất là lớn luôn, đặc biệt nhất là khi mà da nhạy cảm nó lại kèm thêm một cái tình trạng khác, ví dụ như da nhạy cảm mà lại kèm thêm tình trạng nám, hoặc là da nhạy cảm lại kèm thêm tình trạng mụn trứng cá. Thì hy vọng là Duy Quân có thể đề xuất với lại ban tổ chức là chúng ta sẽ có một cái chương trình riêng, đúng rồi, một cái chủ đề riêng, đúng không ạ, riêng cho làn da nhạy cảm, bởi vì đây là một cái vấn đề rất là lớn và có rất là nhiều cái vấn đề, những cái thông tin mà bác sĩ rất là muốn cung cấp cho bệnh nhân của mình. Một lần nữa xin rất là cảm ơn cái chia sẻ của bác sĩ Ánh Tú. Một cái câu hỏi nữa dành cho bác sĩ Tú, một cái Facebook của bạn tên là Diệp Diệp. Bạn bị nám, nám thì mình đã nói về cái lúc nãy có một cái câu hỏi về nám rồi, nhưng mà đặc biệt của bạn này là bị nám sau sinh thì nên sẽ sử dụng những cái sản phẩm nào ạ? Trước hết là không, bạn có thể không biết là có thể liên hệ trực tiếp với bạn biết không, để mà hỏi bạn rằng cái tình trạng nám của bạn đã xuất hiện từ trước khi sinh rồi, và sau đó thì sinh xong, tức là khi mang thai thì nó sẽ nặng hơn và sau sinh nó vẫn còn tồn tại, hay là khi mang thai thì mình mới xuất hiện những cái sắc tố này. Thì thật ra khi mà cái vấn đề xương bình học của nám á, thì nó có liên quan tới một phần tới cái việc mà chúng ta tiếp xúc với nắng mặt trời này, liên quan tới nội tiết, liên quan tới phản ứng viêm và liên quan tới gen nữa. Như vậy thì Dư Quân và cũng như là bạn Diệp Diệp thấy rằng mang thai nó cũng là một cái yếu tố thuận lợi để làm cho xuất hiện những cái thương tổn nám, hoặc là làm nặng lên cái thương tổn nám. Thì khi mà sinh xong rồi thì cái nội tiết của chúng ta theo dần thời gian nó sẽ ổn định dần đi, thì một số trường hợp có thể là cái nám này nó sẽ tự dần dần nó nhạt màu đi dần. Trong trường hợp mà nếu nó vẫn tồn tại dai dẳng thì chúng ta bắt buộc phải điều trị thôi, và lúc này chúng ta sẽ can thiệp như là một cái tình trạng mà nám bình thường. Thì không biết là bạn nói là bạn sau sinh, nhưng mà không biết là bạn đã sinh được bao nhiêu lâu rồi và bạn có đang cho bé bú hay như thế nào hay không. Thì đối với lại phụ nữ sau sinh á, thì
có một cái vấn đề đó là do cái nội tiết thay đổi, do đó làn da khá là nhạy cảm. Và thứ hai nữa đó là cho bé bú, do đó những cái sản phẩm mà chúng ta chọn lựa thì thường là nó phải an toàn và nó phải không qua sữa mẹ. Do đó thì rất là hy vọng là qua cái phần tư vấn của bác sĩ Tú thì bạn có thể cung cấp thêm những cái thông tin đó để bác sĩ Tú tư vấn cụ thể hơn, trực tiếp hơn cho chính bạn. Xin cảm ơn bác sĩ Tú. Thì rõ ràng là nám đã khó, nám sau sinh có thể nó còn có nhiều cái vấn đề khác nữa phải không ạ? Và hy vọng là bạn có thể sớm để đến Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh, có thể tư vấn trực tiếp với các bác sĩ ở đây để có thể lựa chọn một cái phương pháp mà nó phù hợp cho cái làn da của mình. Và thưa bác sĩ Tú, thì có một bạn, bạn tên là Thảo Nguyễn, thì bạn có hỏi bác sĩ Tú một cái câu hỏi nhỏ thôi. Bạn hỏi là ngay từ đầu đó thì có nghe bác sĩ Tú chia sẻ về cái việc mà điều trị nám, thì bạn muốn hỏi kỹ hơn về cái cách mà sử dụng kem chống nắng trong cái việc điều trị này như thế nào. Tức là mình sử dụng kem chống nắng như thế nào là đúng rồi, đúng cách. Trước hết đó là chúng ta sẽ xin chào bạn Thảo Nguyễn. Trước hết là chúng ta sẽ phải có cái bước chống nắng cơ học trước đã. Tức là bên cạnh việc sử dụng kem chống nắng thì chúng ta phải sử dụng nón cọng vành nè, đeo khẩu trang nè, bận áo dài tay, có nghĩa chúng ta phải che chắn bản thân của mình nữa chứ không phải là chỉ sử dụng kem chống nắng không. Còn riêng về cái việc mà chúng ta sẽ chọn lựa kem chống nắng như thế nào cho phù hợp thì trước hết là chúng ta phải chọn lựa kem chống nắng phổ rộng, chống được cả tia UVA và UVB luôn, và chỉ số chống nắng thì là SPF ít nhất phải là từ 30 trở lên. Và đặc biệt thì trong cái mùa nắng nóng như vậy, chúng ta phải đeo khẩu trang nhiều thì mồ hôi chúng ta ra nhiều. Do đó để mà đảm bảo được cái hiệu quả điều trị, cái hiệu quả bảo vệ da của kem chống nắng thì kem chống nắng của chúng ta nên chọn lựa là cái loại phải có cái tính kháng nước để nó bảo vệ da được chúng ta tốt hơn. Và khi mà đã chọn lựa được cái thành phần khi chúng ta đã chọn được những cái yếu tố đó rồi thì cái chế phẩm như thế nào nó cũng rất là quan trọng. Ví dụ như đối với những người mà có da dầu, da nhờn nhiều thì chúng ta nên chọn cái dạng gel nè, hoặc là dạng serum chẳng hạn. Còn đối với lại những cái người mà da khô, da quá khô thì chúng ta nên sử dụng dạng kem, dạng mỡ thì nó sẽ là bảo vệ được cái da của mình nó được tốt hơn. Và thứ hai nữa là đối với lại những bạn mà chúng ta thích trang điểm thì khi chúng ta đánh kem chống nắng xong rồi thì chúng ta mới là tiếp theo cái bước trang điểm lên trên. Và nếu mà bạn muốn trang điểm mà cái da của bạn nó không có quá xấu mà bạn muốn có một cái lớp nó mỏng nhẹ thôi thì hiện nay trên thị trường chúng ta cũng có cái loại kem chống nắng mà nó có màu, thì khi chúng ta bôi trên da nó như một cái lớp trang điểm nhẹ thì nó đỡ cái tình trạng mà bít tắc lỗ chân lông và bạn cũng bảo vệ da của mình được dưới nắng tốt hơn. Và hãy nhớ là mặc dù là chúng ta đã che chắn rồi, chúng ta đã bôi kem chống nắng rồi, nhưng mà chúng ta vẫn phải hạn chế tiếp xúc với nắng mặt trời, đặc biệt nhất là trong cái giờ cao điểm, từ 10 giờ sáng cho tới khoảng 3-4 giờ chiều. Xin cảm ơn bác sĩ Tú. Thì thực ra cái ý mà bác sĩ Tú vừa nói cũng là cái ý thứ hai mà bạn Thảo Nguyễn này muốn hỏi. Tức là bạn hỏi là trong trường hợp mà bạn phải trang điểm thì cái việc sử dụng kem chống nắng có cần cái lưu ý gì hay không. Giống như bác sĩ Tú nói, nếu như mà thực sự trong thành phần chống nắng đã có luôn cả cái thành phần trang điểm rồi thì quá tốt đúng không ạ? Nhưng mà một số cái kem chống nắng nó có đúng màu. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà bạn muốn sử dụng vừa chống nắng vừa trang điểm nữa thì mình có phải lưu ý gì thêm không bác sĩ Tú? Nếu mà mình muốn sử dụng vừa kem chống nắng mà lại vừa muốn trang điểm thì có thể như lúc nãy, đầu tiên hết là mình sẽ sử dụng bước kem chống nắng trước và sau đó mình mới trang điểm lên. Thứ hai nữa là mình có thể sử dụng những cái phấn, có thể là những cái dạng mà kem nền phun sương nè, dạng cushion nè, dạng xịt nè, thì như vậy nó sẽ đẹp hơn là mình sẽ đánh dạng kem. Tại vì hai cái lớp kem mà mình đánh lên nhau thì đôi khi là nó sẽ không có hòa tan được tốt, thì nhìn về mặt thẩm mỹ có thể là nó sẽ không có đẹp và nó hơi bóng nhờn. Xin cảm ơn bác sĩ Tú những cái câu trả lời rất là chi tiết cho quý vị và các bạn. Và hiện giờ thì có rất là nhiều những cái câu hỏi khác nhau dành cho bác sĩ Tú. Nhưng mà chắc là xin phép cho Quân được chọn những cái chọn lọc những cái câu hỏi nào đó để hỏi bác sĩ Tú thôi. Và các bạn cũng đừng có ngại và cũng đừng có e dè gì hết. Chúng ta hãy cứ comment trực tiếp trên fanpage của Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như mà cái câu trả lời nào mà chúng tôi không có thời gian để trả lời cho các bạn thì sau đó các bạn sẽ được giải đáp thông qua fanpage của Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Một cái câu hỏi tiếp theo dành cho bác sĩ Tú. Một câu hỏi của bạn, bạn hỏi là chào bác sĩ, em đang điều trị mụn tại khoa thẩm mỹ da với thuốc thoa, nè, sữa rửa mặt, peel da và cả với một cái công nghệ là IPL nữa. Thì em thấy da cải thiện rất là tốt, tuy nhiên khoảng một tháng nay thì tình trạng mụn nặng hơn. Không biết có phải là do em đeo khẩu trang quá nhiều hay không? Vì dịch nên em không tái khám được, xin bác sĩ hãy tư vấn. Nhưng mà bạn vẫn tiếp tục thoa thuốc nha bác sĩ Tú. Và tuân thủ những cái chế độ sinh hoạt như bác sĩ đã hướng dẫn thì dịch bạn không thể tái khám được, thì bác sĩ có thể tư vấn thêm cho bạn được không ạ? Xin chào bạn.
Cũng tương tự như cái bệnh nhân, như cái chị khách hàng mình vừa hỏi là điều trị nám thấy cải thiện, bây giờ ngưng điều trị thì phải làm sao? Thì rõ ràng như Vương cũng thấy là đối với lại những bệnh nhân mà đang điều trị tại khoa thẩm mỹ da, ví dụ như là mụn, ví dụ như là nám, và khi ngưng điều trị như vậy thì họ đều rất là hoang mang, mà họ cũng đều đặt những Đúng cho rồi. bác sĩ những cái câu hỏi như vậy. Hiện nay thì có một số những cái đối tượng khách hàng cũng giống như là bạn này vậy, tức là không có thích uống thuốc. Có thể là vì sợ tác dụng phụ của thuốc, có thể là vì ngán uống thuốc, hoặc là hay quên uống thuốc chẳng hạn, và bạn chỉ thích sử dụng thuốc bôi và những công nghệ điều trị thôi. Ví dụ như là thấy bạn mô tả là bạn chỉ dùng thuốc bôi, laser, ABL, Đúng rồi. hoặc là cái mức độ mụn của bạn nó nhẹ thôi, nó chỉ nằm ở cái mức mà chúng ta có những quy định đó thôi. Thì bây giờ khi vào mùa dịch thì ngưng những cái đó rồi thì bạn lại thấy là mụn lên nhiều hơn. Thì thứ nhất là cũng như bạn bạn cũng có thể đoán ra được, đó là bạn cũng hỏi là có phải là do đeo khẩu trang nhiều hơn hay không, bởi vì bạn cũng thấy cái chuyện đó. Thì xin trả lời với bạn là đúng như là bạn đã chia sẻ, cái việc mà chúng ta đeo khẩu trang quá nhiều trong cái mùa dịch hiện nay thì nó có nguy cơ là nó lên mụn trứng cá, bởi vì nó gây ra bít tắc cái lỗ chân lông nè, gây ra tổn thương hàng rào bảo vệ da và rối loạn cái hệ vi sinh trên da của mình. Thì những yếu tố đó nó làm cho những người mà chưa có mụn thì có thể là xuất hiện mụn trứng cá, hoặc những người đã có mụn rồi thì sẽ càng nặng hơn nữa. Do đó khi mà chúng ta đeo khẩu trang thì chắc chắn là chúng ta phải đeo rồi Đúng để mà bảo vệ sức khỏe của mình rồi, nhưng mà làm sao để đeo khẩu trang an toàn? Thì bác sĩ Tú sẽ hướng dẫn cho bạn một vài những cái cách mà chúng ta có thể kiểm soát được cái tình trạng mụn trứng cá của bạn khi mà bạn phải đeo khẩu trang. Đầu tiên hết là chúng ta phải làm sạch da với lại những cái sản phẩm chăm sóc da mà dịu nhẹ thôi. Chúng ta không nên sử dụng những cái sản phẩm mà nó có chất chất tẩy rửa quá mạnh, bởi vì khi như vậy nó sẽ làm mất đi cái lớp dầu trên da và nó vô tình nó sẽ kích thích những cái tuyến bã, tiết ra bã dầu nhiều hơn, thì làm mụn trứng cá nó lại càng nặng hơn nữa. Thứ hai đó là chúng ta thấy là khi mà đeo khẩu trang như vậy thì cái da của mình nó rất là khô, do đó chúng ta cần phải bôi kem dưỡng ẩm trước khi mà chúng ta đeo khẩu trang, và khi mà chúng ta tháo khẩu trang ra chúng ta phải bôi liền. Đặc biệt nhất là ngay khi mà vừa mới rửa mặt xong da còn hơi mỏng tí xíu là phải bôi kem dưỡng ẩm rồi. Và cái việc mà chọn kem dưỡng ẩm như thế nào để mà không bị lên mụn trứng cá thì một số thành phần có thể gợi ý cho bạn, ví dụ như là ceramide nè, axit hyaluronic, hoặc là dimethicone chẳng hạn, một số những cái thành phần như vậy. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn phải chọn cái chế phẩm nữa, ví dụ như nếu mà da bạn nhờn nhờn nhiều, dầu nhiều thì bạn có thể chọn cái dạng gel, dạng serum. Có hiệu như da bạn khô quá thì bạn chọn dạng kem thì nó sẽ làm cho cái da của bạn nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Và một cái yếu tố nữa đó là chúng ta phải cẩn thận hết những cái sản phẩm mà chúng ta đang xài. Ví dụ như là bạn hiện tại bạn đang điều trị mụn trứng cá, đang dùng thuốc bôi đi mà có thành phần là retinoid, thì bây giờ khi chúng ta đeo khẩu trang nhiều quá thì có thể nó sẽ làm cho cái da chúng ta nhạy cảm hơn, và do đó thì khi chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng retinoid thì chúng ta phải tích cực sử dụng kem dưỡng ẩm nhiều hơn vào ban ngày. Retinoid chúng ta chỉ sử dụng một lần vào ban đêm thôi. Đó là những cái mà bạn phải lưu ý. Và một yếu tố cuối cùng là khi mà chúng ta đeo khẩu trang thì cố gắng cứ đeo khoảng 4 tiếng thì chúng ta nên tháo ra khoảng 15 phút. Tất nhiên là trước khi mà tháo ra thì chúng ta phải vệ sinh tay nè, chúng ta phải biết được cái cách tháo đúng cách, và chúng ta phải nhìn xung quanh nữa xem có an toàn hay không thì chúng ta mới tháo khẩu trang ra được. Có thể bạn tháo khẩu trang ra khi mà bạn đang ở một mình, ví dụ như là bạn đang ở trong căn phòng đó một mình, hoặc là trong xe ô tô, hoặc là khi về nhà gì đó. Nhưng mà nói chung là cố gắng phải có cái môi trường an toàn để mà bạn cố gắng được được cái chuyện đó, thì cái làn da của bạn mụn trứng cá nó sẽ đỡ hơn. Thì đó là một số những cái yếu tố mà tư vấn cho bạn để mà bạn đỡ bị mụn nặng hơn trong cái mùa dịch này. Xin cảm ơn một lần nữa những câu trả lời rất là chi tiết đến từ bác sĩ Tú, và tin chắc là với câu trả lời vừa rồi thì bạn cũng đã có thêm những cái kiến thức cần thiết để có thể tự chăm sóc da của mình, đặc biệt là trong mùa dịch này, phải không ạ? Và thưa quý vị và các bạn, thì hồi nãy giờ chúng ta đã qua những cái câu hỏi mà bạn comment trực tiếp trên fanpage, thì cũng có những bạn muốn đặt câu hỏi trực tiếp với bác sĩ Tú. Thì tiếp theo chương trình thì chương trình sẽ liên hệ với một bạn như vậy, và bạn sẽ đặt câu hỏi trực tiếp với bác sĩ Tú. Xin chào bạn, chúng tôi gọi đến từ chương trình đồng hành cùng bạn trong mùa dịch mùa thứ hai của Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Thì được biết thì bạn đang có câu hỏi muốn đặt trực tiếp cho vị diễn giả của chúng ta ngày hôm nay, đó là bác sĩ Ánh Tú, phải không ạ? Dạ đúng rồi, em chào bác sĩ và MC ạ. Chào em. Em là Duyên, hiện em đang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em có một câu hỏi muốn đặt cho bác sĩ. Em đã tiêm Botox để làm thon gọn hàm cách đây 2 tuần. Hiện
tại thì em vẫn chưa thấy thay đổi gì nhiều. Thì em muốn hỏi là liệu em có nên tiêm thêm một lần nữa để mà em trông thon gọn hơn không ạ? Em cảm ơn bác sĩ ạ. Xin cảm ơn bạn Duyên. Thì chắc là bác sĩ Ánh Tú cũng đã nghe rõ câu hỏi rồi đúng không ạ? Thì bạn Duyên ơi, thì chương trình xin phép được ngắt kết nối với bạn và xin mời bạn theo dõi tiếp livestream của chương trình để nhận được câu trả lời từ bác sĩ Tú nhé. Xin chào bạn Duyên. Đúng là phụ nữ Việt Nam của mình thì mình rất là thích cái gương mặt thon gọn, và cái nhu cầu mà làm cho có một cái gương mặt V-line rất là lớn. Một trong những cái cách đó thì có cái kỹ thuật tiêm botulinumtoxin, hay còn gọi là tiêm, mình vẫn hay quen gọi là tiêm Botox đó. Thì ngay cả bạn này bạn cũng gọi là như vậy. Thì trước hết là chúng ta phải hiểu được rằng khi mà chúng ta tiêm botulinumtoxin để mà làm thon gọn gương mặt, đó là chúng ta tác động vào trong cái phần cơ cắn, tức là cái gương mặt này to là do cái cơ cắn nó to, và khi chúng ta tiêm vào như vậy thì cái cơ cắn giảm hoạt động dần theo thời gian và nó từ từ nó sẽ teo đi và nó sẽ nhỏ đi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nó cần phải có thời gian thì nó mới nhỏ lại được. Thường thì bắt đầu khoảng tuần thứ 2, tuần thứ 3 là bạn bắt đầu thấy cái cơ cắn của mình nó nhỏ dần đi, và nó sẽ có cái tác dụng tối đa là thường là khoảng sau 2 tháng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải kết hợp nữa, chúng ta ăn những cái đồ mềm, không những ăn những cái đồ dai, những đồ cứng, tại vì ăn đồ dai, đồ cứng thì chẳng khác nào giống như chúng ta đang tập lại cho cái cơ cắn của mình nó hoạt động mạnh hơn. Thì đối với lại trường hợp của bạn Duyên thì bạn vừa mới chỉ có tiêm 2 tuần thôi, thì bạn có thể yên tâm, mình có thể chờ thêm một chút xíu nữa để mình đánh giá xem là cái tác dụng của nó sẽ tạnh là gì, tại vì nó vẫn còn thon tiếp nữa mà. Thứ hai nữa, đó là cái việc mà tiêm botulinumtoxin là nó chỉ can thiệp vào cái cơ cắn, tức là cái mặt của mình nó chỉ can thiệp yếu tố đó thôi, trong khi một cái gương mặt mà nó to nó thô thì nó còn nhiều những cái nguyên nhân khác nữa. Ví dụ như là cái xương hàm của mình nó to nó vuông vức chẳng hạn, hoặc là cái gương mặt người này quá là ngắn đi nên cảm giác là nó to nó bè ra, hoặc là đối với lại những anh chị mà chúng ta hơi lớn tuổi một xíu, cái phần da này nó trùng nó nhão và bắt đầu nó xa xuống làm cho gương mặt của mình có cảm giác là nó to hơn. Thì đối với những trường hợp đó thì mình tiêm botulinumtoxin thì cái hiệu quả nó sẽ không có, bởi vì nó chỉ can thiệp yếu tố cơ cắn thôi. Do đó thì cụ thể trên trường hợp của bạn Duyên thì trước hết là trong mùa dịch thì chúng ta cũng chưa có làm gì được cả, thì thôi bạn cứ yên tâm, bạn chờ thêm chút xíu nữa, và khi mà qua cái mùa dịch rồi, nếu mà bạn thấy rằng cái gương mặt của mình nó đang diễn tiến thon dần hơn thì bạn cứ yên tâm, bởi vì sau 2 tháng sẽ thon rất là nhiều. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng nó vẫn chưa được thon như mong muốn thì tốt nhất là bạn nên đến khám khi mà dịch ổn để các bác sĩ đánh giá xem là cái gương mặt của bạn to là do nguyên nhân gì, ngoài cái cơ cắn ra còn cái yếu tố gì kết hợp thêm nữa hay không, để mà từ đó thì chúng ta sẽ đưa ra có thêm những cái kết hợp điều trị thẩm mỹ phù hợp thì mới giúp cho bạn có được cái gương mặt thon như là bạn mong muốn được. Xin cảm ơn bác sĩ Tú, và rõ ràng là để có một cái gương mặt thon thì đôi khi không phải chỉ dựa vào một cái botulinumtoxin không, mà chúng ta có thể phải kết hợp nhiều cái công nghệ khác nhau để có một cái gương mặt như ý, đúng không ạ? Và thưa bác sĩ Tú, tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái câu hỏi nữa, một câu hỏi của bạn Trâm Anh. Bạn đặt câu hỏi này không phải hỏi cho bạn mà hỏi cho mẹ bạn. Bạn hỏi là: bác sĩ ơi, mẹ em bị nám nặng ở hai bên má, đến spa điều trị đã 2 năm nay nhưng mà không giảm. Họ có tư vấn cho mẹ em là xăm màu da lên để che các vết nám. Em không biết xăm như vậy có an toàn hay không, và nám có điều trị được hay không ạ? Bạn có hai câu hỏi. Đầu tiên là bạn hỏi là khi mà xăm cái màu da lên trên cái vết nám thì có an toàn hay không, và câu hỏi thứ hai đó là nám có điều trị được hay không. Thì xin phép trả lời cho bạn cái câu hỏi đầu tiên, là câu trả lời chắc chắn là chúng ta không có nên xăm như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì đúng là có rất là nhiều anh chị chúng ta bị nám, chúng ta điều trị lâu, chúng ta đâm ra nản và chúng ta muốn có một cái gì đó che lấp nhanh hơn, chúng ta nghĩ tới cái chuyện xăm, và thường là xăm lên cái màu da để che đi. Thì khi mà xăm như vậy á, theo dần thời gian cái màu da đó nó cũng sẽ nhạt dần đi và nó vẫn lộ ra cái vết nám, và lúc đó thì nó loang lổ, nhìn nó còn rất là mất thẩm mỹ, và lại nghĩ tới cái câu chuyện là làm sao để xóa đi cái vết mà chúng ta đã xăm lên. Như vậy thì laser tác động vào cái màng mực xăm, bản thân của nó chính là titanium dioxide, tức là cái titanium hóa trị 4, và khi mà laser tác động vào thì titanium nó sẽ chuyển thành hóa trị 3, tức là từ màu da nó chuyển thành màu đen, và tự nhiên nó tạo thành một cái màu đen thui ở trên da luôn, nhưng còn rất là mất thẩm mỹ hơn nữa. Và đối với cái tình trạng này điều trị cũng cực kỳ là mất thời gian chứ không phải là không. Đó là chúng ta chưa kể tới những cái tai biến mà khi mà thực hiện cái kỹ thuật xăm, nếu mà bạn thực hiện không ở nơi mà không có an toàn. Do đó thì không có nên xăm rồi. Và cái câu thứ hai đó là
chúng ta có điều trị được nám hay không. Thì cho tới thời điểm hiện tại chúng ta vẫn có thể kiểm soát được nám, vẫn có thể điều trị được nám. Tuy nhiên thì vì sinh bệnh học của nám khá là phức tạp, và đây là một cái quá trình động, có nghĩa là cơ thể của người đó vẫn có thể tạo ra những cái sắc tố, những cái tái phát nám lại khi mà đã điều trị hết nám rồi. Do đó thì khi điều trị nám chúng ta cần phải lưu ý là thứ nhất là phải rất là kiên trì, thứ hai là phải tuân thủ cùng với bác sĩ, và thứ ba nữa đó là khi mà chúng ta điều trị nám thì chúng ta phải tránh những cái tố nguy cơ để mà không có bị nám nặng hơn, thì chúng ta vẫn có thể kiểm soát được nám, vẫn có thể điều trị được nám, sạch nám chứ không phải là không. Và nhân cái câu chuyện này thì bác sĩ Duy Quân biết không, mình vẫn còn một cái tình trạng nữa, đó là các chị mà hay đi xăm môi á, khi mà xăm xong rồi cái màu xăm mà không có đẹp thì lại đi xóa xăm thì tạo ra những cái vết màu đen, thì không biết là Duy Quân có gặp trường hợp nào như vậy chưa? Thực sự là trong cái quá trình thực hành lâm sàng mình gặp rất là nhiều cái trường hợp như vậy, đúng không bác sĩ Tú? Và cái điều trị cực kỳ mệt. Đúng rồi. Không? Bởi vì cái cũng giống như là cái màu mực xăm màu da vậy đó. Cái laser nó sẽ làm cho cái màu mực xăm đỏ đó là sắc nó chuyển 3, nó màu đỏ nó chuyển thành cái sắc nó chuyển 2 màu đen, và tự nhiên cái môi bệnh nhân đen thui luôn. Do đó khi mà chúng ta xăm môi, chúng ta xóa xăm, nếu chúng ta muốn xóa xăm thì chúng ta cũng phải hết sức thận trọng, chúng ta phải chọn những cái cơ sở uy tín và nắm rõ về cái nguyên lý điều trị xóa xăm như thế nào để chúng ta không có bị nhìn nó còn mất thẩm mỹ, nó còn xấu hơn nữa. Xin cảm ơn bác sĩ Tú, và rõ ràng cái câu trả lời vừa rồi của bác sĩ Tú một lần nữa khẳng định là trong nám thì mình không có nên đi xăm kiểu giống như vậy, đúng không ạ? Và nám chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát nó được nếu như mà chúng ta điều trị một cách đúng cách. Một lần nữa xin rất là cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Tú. Thưa quý vị và các bạn, thì tiếp theo chương trình thì chắc là xin bác sĩ Tú sẽ trả lời một cái câu hỏi nữa. Một câu hỏi của bạn tên là Cẩm Nhi, bạn hỏi bác sĩ Tú là chị năm nay đã 55 tuổi rồi, da trùng nhão khá nhiều. Chị đến thẩm mỹ viện tư vấn làm hai cô, họ nói đây là phương pháp an toàn tuyệt đối và có thể giúp cho chị trẻ ra được 10 tuổi. Bác sĩ cho hỏi điều này có chính xác không và có nên làm hay không? Cái câu này thì chắc là bình thường các khách hàng mà đến với khoa của mình cũng hỏi rất là nhiều, đúng không bác sĩ Quân? Có thể nói công nghệ mà sóng siêu âm hội tụ MFU hoặc là hay và HIFU á thì là một trong những cái công nghệ thẩm mỹ mà rất là phổ biến hiện nay trên thế giới và cũng như là tại Việt Nam của chúng ta. Thì cái cơ chế của cái công nghệ này đó là tạo ra một cái nhiệt lượng khoảng từ 65 tới 80 độ C và đi sâu đạt được tới cái lớp cân cơ luôn. Do đó thì nó sẽ giúp cho da của chúng ta săn chắc lên nè, giảm những cái nếp nhăn. Và cái hiệu quả trên lâm sàng là có thể đạt được cái gương mặt trẻ hơn được vài tuổi như là chị đã mô tả. Thì thực ra cái công nghệ này cũng đã áp dụng tại khoa thẩm mỹ da của Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nhiều năm rồi. Và chúng tôi nhận thấy đây là một cái phương pháp khá là hiệu quả và an toàn, cũng chưa thấy một cái trường hợp nào là có tai biến cả. Tuy nhiên thì chị cũng phải nên thận trọng một tí xíu, bởi vì trên y văn thế giới cũng đã ghi nhận những cái trường hợp mà có những cái tai biến khá là nặng nề. Ví dụ như ở da, ví dụ như là bỏng da nè, có những cái tổn thương trên mắt, ví dụ như là tổn thương giác mạc, tổn thương võng mạc, và thậm chí là tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể luôn. Tức là sau khi điều trị xong, bệnh nhân có thể là có một cái tật loạn thị, cận thị mắt phải, hoặc là bệnh nhân cảm thấy bị giảm thị lực sau khi mà điều trị với lại cái công nghệ này thì vẫn có, trên y văn thế giới vẫn có. Và thường cái nguyên nhân là do thực hiện kỹ thuật sai, hoặc là có mức năng lượng quá cao, hay là khi mà điều trị trực tiếp trên cái vùng mi mắt thì không có một cái thiết bị bảo vệ mắt cho bệnh nhân. Do đó thì theo quan điểm của bác sĩ Tú thì đây là một cái kỹ thuật khá là an toàn, khá là hiệu quả, nhưng mà phải thực hiện được đúng kỹ thuật. Bác sĩ thực hiện cũng phải được đào tạo một cách bài bản, và nơi thực hiện phải được cấp về cái danh mục kỹ thuật về cái kỹ thuật này đấy cái đã. Và thứ hai nữa là trong quá trình điều trị thì chúng ta phải luôn luôn thận trọng, phải luôn tuân thủ các nguyên tắc an toàn, đặc biệt nhất là khi mà điều trị ở trên vùng mắt của bệnh nhân. Xin cảm ơn bác sĩ Tú, và rõ ràng nếu mình khẳng định an toàn tuyệt đối thì không thể, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà chúng ta làm đúng cách và được thực hiện bởi những bác sĩ có tay nghề cao thì rõ ràng chúng ta vừa đẹp ra mà lại cũng rất là an toàn, đúng không ạ? Thì nhân đây cũng muốn xin hỏi bác sĩ Tú thêm, thì thông thường chúng ta sẽ thấy là ở bên ngoài ta sẽ thắc mắc rất là nhiều về việc giữa công nghệ HIFU và Ultera, giữa hai cái đó thì có cái sự khác biệt gì nhiều không bác sĩ Tú? Chắc chắn là cái này Duy Quân đứng từ thực tế của bệnh nhân. Bệnh nhân rất là thường hay hỏi cái câu này luôn, tại vì ở bệnh viện mình thì mình có cả hai cái công nghệ đó luôn. Cho nên bệnh nhân khi mà có cả hai sự chọn lựa như vậy thì bệnh nhân cũng đã đặt ra cái thắc mắc đó cho bác sĩ rất là nhiều. Thì Thermax đó là cái công nghệ mà RF đơn cực, còn Intera đó là sóng siêu âm hội tụ vi điểm.
Thì cả hai công nghệ này giống nhau ở chỗ là chúng ta đều có một cái lượng nhiệt từ 65 cho tới khoảng 75-80 độ C và đi sâu trong da, giúp cho những cái sợi collagen nó vì nhiệt nó biến tính và nó săn lại, nó co lại và nó làm cho da của chúng ta săn lại tức thì ngay sau khi mà chúng ta điều trị. Và cả hai công nghệ này thì đều có cái hiệu quả tương tự như vậy. Tuy nhiên thì nó vẫn có thể khác nhau một chút xíu, đó là cái công nghệ Intera thì nó có can thiệp tác động vào cái mô mỡ nó nhiều hơn và do đó thì nó sẽ phù hợp cho những cái trường hợp nào mà lão hóa và chúng ta thấy rằng bệnh nhân có cái nọng nhiều thì sẽ phù hợp hơn. Còn Therma thì dành cho những cái trường hợp nào mà cái gương mặt này lão hóa và da nhăn, da trùng nhão, nhưng mà cái gương mặt thì nó không có nọng nhiều thì nó vẫn có cái sự khác biệt giữa hai cái công nghệ này. Và chị Vương biết không, hiện nay thì cái xu hướng không phải là tại khoa của mình không, mà tại trên thế giới thì người ta có xu hướng kết hợp hai phương pháp này với nhau để đạt được cái hiệu quả điều trị tối ưu. Nhưng mà như lúc nãy mình đã chia sẻ với nhau rồi đó, thì cái công nghệ này mặc dù là an toàn, cả hai công nghệ đều an toàn, tuy nhiên thì Y Văn cũng đã ghi nhận khá là nhiều những cái trường hợp xảy ra tai biến, do đó cái việc thực hiện như thế nào để đảm bảo kỹ thuật an toàn thì nó rất là quan trọng. Xin cảm ơn bác sĩ Tú. Và thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã trải qua hơn 30 phút và với rất là nhiều những cái kiến thức, những cái thông tin cần thiết cho cái chủ đề ngày hôm nay, đó là chăm sóc và làm đẹp da một cách an toàn trong mùa dịch. Thưa quý vị và các bạn, thì hiện tại như chúng tôi ngồi đây thực hiện một cái công tác là tuyên truyền giáo dục sức khỏe nhân mùa dịch này, thì ở ngoài kia rất là nhiều những đồng nghiệp của chúng tôi vẫn đang tiếp tục những công tác đi lấy mẫu khoanh vùng dịch để có thể kiểm soát dịch tốt nhất. Và cùng với Sở Y tế và các bệnh viện bạn thì Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cử nhiều, rất là nhiều những cái đội y bác sĩ để thực hiện những cái công tác vừa nói vừa rồi. Thì tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng một cái cùng với chúng tôi xem một cái phóng sự nhỏ để quan sát xem trong thời gian vừa qua, đội ngũ y tế của Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của toàn ngành y tế nói chung đã thực hiện những công tác như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn. Trời mùa hè oi ả, khi mọi người đang trốn mình trong căn phòng mát lạnh, những chiến sĩ áo trắng khoác lên mình bộ đồ phòng hộ kín mít từ đầu tới chân, mồ hôi ướt đẫm, lao mình vào các điểm nóng, điểm nguy cơ để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Cũng như nhiều đơn vị y tế khác, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh đã cử nhiều đội nhân viên y tế tham gia lấy mẫu tại các điểm nóng, điểm nguy cơ cũng như chặn các chốt kiểm dịch y tế của thành phố. Bất kể ngày đêm, mưa nắng hay ngày nghỉ cuối tuần, các chiến sĩ áo trắng luôn trong tư thế sẵn sàng, có lệnh điều động khẩn là lên đường làm nhiệm vụ. Đặc biệt trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư với tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm, để bảo vệ sự bình yên cho thành phố, Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh đã cử nhân sự tham gia chốt kiểm dịch y tế tại chân cầu Vĩnh Bình, quận giáp tỉnh Bình Dương. Chốt kiểm dịch này có nhiệm vụ trực kiểm tra 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy, chủ nhật, cho đến khi có quyết định mới của Ủy ban Nhân dân thành phố. Khi thành phố phát hiện ca nhiễm đầu tiên, sau đó là ca bệnh liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng, tiếp đó dịch lan ra cộng đồng. Từng đội lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của Bệnh viện Da liễu đã lên đường làm nhiệm vụ. Ban ngày làm công tác chuyên môn, chiều tối nhận lệnh điều động khẩn của Sở Y tế. Những bữa ăn vội vàng, chống đói, nước không dám uống vì không thể đi vệ sinh khi bận đồ phòng hộ. Những nhân viên lấy mẫu đối mặt với muôn vàn nguy cơ lây nhiễm, bởi muốn lấy được mẫu dịch, nhân viên y tế sẽ đứng đối diện với bệnh nhân để đưa tăm bông vào vùng hầu họng, vùng mũi. Những động tác này dễ kích thích ho, hắt hơi và khi đó phát tán ngay virus ra ngoài, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ. Mặc dù được thực hiện nhiệm vụ kép, vừa làm tác chuyên môn, vừa lấy mẫu, nhưng mà nhờ sự động viên của ban quan tâm của ban giám đốc bệnh viện, chúng tôi cũng rất tự hào. Dù đi đến bất cứ đâu, trong chỗ nào điểm nóng F1 thì chúng tôi vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Vất vả, nguy hiểm là vậy, những nhân viên đội lấy mẫu vẫn miệt mài thầm lặng chiến đấu với Covid-19. Hình ảnh những nhân viên y tế sau ca lấy mẫu, người mệt lả, đầm đìa mồ hôi, chai nước cầm hơi, mệt mỏi dựa vào nhau, hay hình ảnh nhân viên y tế ngủ gục trên xe cứu thương sau ca lấy mẫu khiến nhiều người xót xa. Dù công việc vất vả, nguy hiểm, nhưng với tinh thần chống dịch như chống giặc, họ sẵn sàng lên đường bất cứ nơi đâu, dù là điểm nóng, điểm nguy cơ. Chỉ mong nhanh chóng dập dịch
mang lại sự bình yên cho người dân. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang có mặt trong chương trình đồng hành cùng bạn trong mùa dịch mùa thứ hai, và chủ đề của ngày hôm nay đó chính là làm chăm sóc da và làm đẹp an toàn trong mùa dịch, cùng với diễn giả của chúng ta là thạc sĩ bác sĩ Trần Nguyên Ánh Tú. Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh vừa rồi tin chắc đã gây ra một cái sự xúc động không nhẹ đối với tất cả chúng ta khi mà chúng ta nhìn thấy những chiến sĩ áo trắng đang tích cực trong công tác chống dịch. Và chúng tôi cũng tin chắc rằng với sự nỗ lực không chỉ của Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng mà của cả toàn ngành y tế nói chung, thì trong một thời gian không xa chúng ta sẽ nhanh chóng chiến thắng được đại dịch Covid-19, phải không ạ? Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, đó là chăm sóc da và làm đẹp an toàn trong mùa dịch. Thì chúng ta sẽ tiếp tục với một câu hỏi nữa, câu hỏi của bạn Cẩm Châu. Bạn hỏi bác sĩ Ánh Tú là: em đã theo dõi bác sĩ từ rất lâu trên Facebook của bệnh viện. Em biết bác sĩ Tú ngoài tư vấn về chuyên môn, cách chăm sóc da, làm đẹp, bác sĩ còn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực trang điểm. Sao bạn biết vậy chị Tú? Em rất thích các clip hướng dẫn trang điểm của bác sĩ và bệnh viện. Hôm nay thông qua chương trình này, em muốn được bác sĩ tư vấn về cách trang điểm đẹp trong mùa hè, thời tiết nắng nóng như vậy ạ. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì thật sự mình không, bác sĩ Tú không dám tự nhận là chuyên gia về trang điểm đâu. Nhưng mà mình có những cái tip, những cái bí quyết để mà giúp cho cái việc mà chăm sóc da nè, với lại trang điểm là nó, mà da nó vẫn khỏe và vẫn đẹp được. Thì đối với lại cái mùa nắng nóng này thì chúng ta sẽ có vài cái lưu ý khi mà chúng ta trang điểm. Thứ nhất là đầu tiên hết là chúng ta phải làm sạch da đã, bởi vì một cái làn da mà nó bóng nhờn, cái da chết nó rất là nhiều, thì không thể nào mà cái lớp nền nó đẹp được hết, lớp nền nó sẽ rất là dễ trôi đi. Thì đầu tiên là chúng ta phải rửa mặt sạch trước khi mà chúng ta trang điểm. Và nếu mà cái da của mình mà nó dày quá và chúng ta cảm thấy là nó nhờn nhiều thì có thể là tẩy tế bào chết trước khi mà chúng ta vào trang điểm luôn. Thứ hai đó là chúng ta sẽ đi từng bước trang điểm. Bước đầu tiên đó là về cái lớp kem nền. Thì cố gắng trong mùa nắng nóng này chúng ta làm sao đánh cái lớp nền mà nó càng mỏng nhẹ càng tốt. Có thể là chúng ta chọn những cái kem nền mà dạng phun sương nè, dạng xịt nè, dạng gel nè, để cho nó không có gây bít tắc cái lỗ chân lông của mình. Và như cái phần mà ban đầu, cái phần live stream của mình thì bác sĩ Tú cũng đã có chia sẻ là nếu mà bạn có thể, cái da bạn không nhiều khuyết điểm lắm thì bạn có thể chọn lựa cái kem chống nắng hoặc là những cái kem dưỡng ẩm mà có màu luôn, để không có làm cái da của mình nó bị tổn thương, nó không có bị bít tắc nhiều hơn nữa, tại vì cái lớp nền của mình nó chỉ mỏng, chỉ một vài lớp thôi. Thứ hai đó là bước phấn phủ. Thì trong mùa hè này là bước phấn phủ là chúng ta nên bỏ qua luôn, chúng ta không có nên đánh. Bởi vì thứ nhất là nó dễ gây bít tắc lỗ chân lông. Thứ hai nữa là nó sẽ làm cái da bạn bị khô và nó sẽ lộ cái nhiều cái khuyết điểm lên hơn. Về cái bước thứ ba đó là về đánh má hồng. Thì chúng ta sẽ chọn cái dạng má hồng mà nó dạng dạng gel, dạng kem á, thay cho cái phấn. Bởi vì cái mùa này thì chúng ta sử dụng phấn là nó sẽ không có đẹp cho da. Và chính vì nắng nóng cho nên chúng ta dễ bị ửng, cái má nó đỏ lên lắm. Do đó chúng ta đánh má hồng thì chúng ta nên hạ xuống một tông, tức là trầm xuống một tông, thì nó sẽ đẹp cái gương mặt của mình hơn. Về cái kẽ chân mày cũng vậy. Nếu mà trong những cái mùa bình thường, bác sĩ Tú hay tư vấn cho bạn, nếu bạn đã từng xem những cái clip mà về trang điểm rồi á, thì bác sĩ Tú hay tư vấn cho bạn là bạn dùng phấn bột để bạn trang điểm, bạn tán ra thì cái chân mày của mình nó sẽ tự nhiên hơn. Nhưng mà trong cái mùa này thì chúng ta nên sử dụng cái dạng gel để nó định vị được, nó sẽ giữ được trên cái da của mình tốt hơn. Và phấn mắt cũng vậy. Và có một cái tip nhỏ dành cho bạn, đó là trong cái mùa này thì bởi vì nắng nó rất là gắt, rất là chói chang, cho nên những cái màu mà phấn mắt á, mình nên chọn những cái màu trung tính thôi. Đừng có đánh những cái màu mà nó quá là nổi bật hoặc là nó có nhũ kim tuyến nhiều quá, nó tạo cho người ta có một cái cảm giác là bức bối á. Nhìn cái gương mặt của mình nó sẽ không có hài hòa. Và một cái bước về cái che khuyết điểm thì cũng vậy. Bởi vì trong cái mùa này thì cái da của mình nó sẽ dễ đổ nhờn, do đó cái che khuyết điểm thì chúng ta đừng có lạm dụng nhiều quá, đừng sử dụng nhiều quá, nên sử dụng ít thôi. Và một cái bước cuối cùng cực kỳ quan trọng, đó là chúng ta phải có một cái lớp cố định. Cái lớp trang điểm này thường thì trên cái thông tin sản phẩm có thể là cái make up
satin spray, tức là mình xịt lên để mà mình cố định, giống như người ta hay gọi là khóa cái lớp trang điểm vậy đó. Nhưng mà thật ra là nó sẽ giữ cái lớp nền của mình được tốt hơn, và nó sẽ làm cho có một cái lớp mà mịn, cái lớp một cái ẩm, lớp ẩm mịn trên da, làm cho cái lớp nền mình cảm giác là da nó căng, nó sẽ không có bị trôi đi, nó không có bị lem luốc, nó không có bị nhòe đi. Và nếu mà bạn không có cần phải trang điểm đậm thì trong cái mùa này chúng ta hạn chế sử dụng mascara với lại eyeliner, bởi vì nhìn nó sẽ, thứ nhất là nhìn nó cảm giác nó nặng nề, thứ hai nữa đó là nó sẽ dễ bị trôi đi. Nếu chúng ta có sử dụng, chúng ta sử dụng dạng gel thôi và nên nhẹ nhàng thôi. Thì đó là một số những cái bí quyết cũng như là cái kinh nghiệm từ bản thân của bác sĩ Tú và những cái tìm hiểu của mình dành riêng cho cái việc trang điểm trong cái mùa nắng nóng này. Xin cảm ơn bác sĩ Tú, mặc dù là Quân nghe cũng không hiểu nhiều lắm đâu những cái khái niệm về những cái khái niệm về kem nền này nọ đó là không có hiểu nhiều lắm, nhưng mà mình biết là những cái kiến thức này chắc bên cạnh cái việc mà phải đọc sách rất là nhiều cộng với cái kinh nghiệm riêng của bác sĩ Tú nữa, nên đây là những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm cực kỳ là bổ ích nha quý vị và các bạn. Đúng không? Bây giờ thì các bạn nam của mình cũng biết về kem nền rồi, kem nền nó cũng nhiều thôi, vậy sẵn bác sĩ Tú chia sẻ luôn cái cách chăm sóc cho bạn nam đi. Thì cách chăm sóc da cho bạn nam thì mình đã tư vấn trong những cái clip trước rồi. Còn nói vui về cái việc trang điểm thôi, tức là hiện nay thì cũng có những cái sản phẩm dành trang điểm dành riêng cho nam chứ không phải là không có. Và nói để cho các quý anh chị đang theo chương trình chúng ta biết được rằng cái tư tưởng mà của người Việt của mình bây giờ cũng rất là thoáng. Trên thị trường có rất là nhiều những cái sản phẩm mà chăm sóc da cũng như là trang điểm dành cho nam thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được. Thì đó là cái phần mà chúng ta có thêm. Còn chỉ nhấn vào một điều đó là dù bạn là nam hay là nữ thì chúng ta hãy thay đổi quan điểm đi, chúng ta bắt buộc phải sử dụng kem chống nắng thôi, bởi vì cái việc đó nó không phải chỉ bảo vệ da của bạn không chống lão hóa không, mà nó còn bảo vệ sức khỏe cho làn da cho bạn nữa, nó sẽ làm giảm cái nguy cơ ung thư da khi mà chúng ta lớn tuổi. Thì đó là một cái số cái điều mà bác sĩ Tú muốn lưu ý thêm. Xin cảm ơn bác sĩ Tú. Và các bạn nam ơi, trong những lần sau chắc mình phải đặt nhiều cái câu hỏi hơn để bác sĩ Tú sẽ hướng dẫn cho mình cái cách để làm sao có một cái làn da đẹp đối với nam giới. Mình không có luôn một cái chương trình livestream. Đúng rồi, chính xác. Nãy giờ là ngồi trò chuyện với Duy Quân là chúng ta ra khá là nhiều cái chương trình. Đúng rồi. Bác sĩ Tú sẽ trả lời một câu hỏi nữa nha bác sĩ Tú. Một câu hỏi của bạn, bạn hỏi về mụn. Bạn hỏi là hiện tại da của em bị mụn khá nhiều, em muốn lên bệnh viện khám nhưng mà do dịch thì chưa có đi được, thì xin bác sĩ tư vấn cho em cách chăm sóc da để làm sao đỡ mụn, chứ chờ dịch ổn thì em lên bệnh viện chắc mặt em tan nát quá. Thì từ nãy giờ chắc là bác sĩ Tú cũng đã nói rất là nhiều về cái việc mà chăm sóc da, làm sao để kiểm soát được mụn trứng cá. Thì bác sĩ Tú có thể nói thêm một chút xíu, tại vì cái này nó cũng có liên quan tới một cái câu hỏi của bạn. Bạn hỏi qua Zalo thì bạn cũng có hỏi là bạn bị mụn và khi mà bạn đi khám đó thì có bác sĩ kê thêm thuốc Hiruscar chắc là để ngăn ngừa cái tình trạng sẹo mụn. Thì chắc bác sĩ có thể tư vấn thêm về cái việc làm sao để từ cái mụn mà ít cái nguy cơ để tạo thành sẹo không ạ? Khi mà chúng ta có mụn trứng cá thì có những cái yếu tố mà nó làm cho cái việc mà dễ bị sẹo, thì trong những cái việc đó là cái việc mà thói quen của chúng ta hơi bị sai lầm, đó là chúng ta nặng mụn, đặc biệt nhất là những cái mụn viêm, thì nó làm cái tình trạng viêm càng nặng nề hơn thì cái nguy cơ sẹo càng cao hơn. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ phá vỡ đi hết những cái cấu trúc da khi mà chúng ta nặng, chúng ta đè ép như vậy, và đó cũng là một yếu tố thuận lợi làm cho cái sẹo mụn nó xuất hiện nhiều hơn. Như vậy thì tóm lại, để làm sao hạn chế được sẹo mụn thì chỉ có một cách duy nhất là chúng ta điều trị mụn đúng và điều trị nhanh, càng sớm càng tốt, ngay khi mà chúng ta đã xuất hiện những cái thương tổn mụn. Thì về cái việc mà chúng ta chăm sóc da mụn như thế nào thì lúc nãy mình cũng đã có chia sẻ từ ban đầu rồi. Thì chắc xin phép tóm tắt lại cho bạn để mà bạn có thêm thông tin thôi. Tại vì có lẽ như là trong cái mùa này vừa nắng nóng nè, vừa đeo khẩu trang nhiều nên cái vấn đề mụn có vẻ là nổi trội. Thì đó là chúng ta phải làm sạch da với những cái sản phẩm mà rửa mặt dịu nhẹ thôi, không nên mà làm sạch da quá mức. Nếu mà da bạn dần nhiều thì bạn nên dùng nước để rửa mặt thôi, chứ sữa rửa mặt chúng ta chỉ dùng tối đa là 2 lần một ngày. Thứ hai nữa là chúng ta phải hạn chế cái việc, nếu mà bạn là nữ thì bạn phải hạn chế cái việc trang điểm trong cái giai đoạn này để mà tránh cái việc mình nó lại mụn trứng cá nhiều hơn. Thứ ba nữa là chúng ta không có nặng mụn như là lúc nãy mình đã chia sẻ rồi. Và một yếu tố cuối cùng nữa là chọn những cái sản phẩm chăm sóc da, thì chúng ta phải lưu ý là chọn cái chế phẩm phù hợp nữa, chứ không phải là chỉ chọn cái thành phần phù hợp không. Ví dụ như da bạn mà nhờn nhiều quá và bạn sử dụng dạng kem nữa, bạn chọn những cái thành phần nó không phù hợp thì rất là dễ bị lên mụn trứng cá. Thì bạn có thể là xem lại sau khi cái livestream mình kết thúc, thì bạn có thể xem lại cái phần đầu để mà chúng ta có thêm cái thông tin nhiều hơn nữa, chi tiết hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Tú, và tin chắc là với cái câu trả lời vừa rồi của bác sĩ Tú thì bạn cũng đã có thêm được nhiều những cái kiến thức cần thiết để chúng ta có thể chăm sóc da tốt cho một cái làn da mụn như bạn.
Thì tiếp theo chương trình thì chúng tôi có nhận được cái tín hiệu từ một cái cuộc gọi của một bạn mà muốn nói chuyện trực tiếp với bác sĩ Tú. Thì sau đây thì chương trình sẽ liên hệ với bạn và bác sĩ Tú sẽ trả lời trực tiếp. Xin chào bạn, chúng tôi gọi đến từ chương trình đồng hành cùng bạn trong mùa dịch của Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Thì bạn được biết là bạn có câu hỏi muốn đặt trực tiếp với diễn giả của chúng ta ngày hôm nay, đó là bác sĩ Ánh Tú phải không ạ? Dạ. Dạ, em chào bác sĩ. Em tên là Ngọc Bích, tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em hỏi là mắt em bị thâm quầng mấy năm nay, cứ hễ thức khuya là nó càng nặng đó bác. Mà em đã bôi đắp nhiều loại kem nhưng nó không giảm. Em hỏi là Bệnh viện Da liễu mình có trị thâm quầng mắt không ạ? Xin cảm ơn bạn Ngọc Bích và chương trình đã nhận được câu hỏi của bạn. Thì chương trình xin phép được ngắt tín hiệu kết nối và bạn sẽ tiếp tục theo dõi livestream để nhận được câu trả lời từ bác sĩ Ánh Tú bạn nhé. Dạ, xin chào bạn. Xin chào bạn Ngọc Bích. Đầu tiên hết khẳng định với bạn là Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh có điều trị quầng thâm mắt. Cái câu tiếp theo tư vấn cho bạn đó là tại sao mà bạn nói là mình bôi thuốc hoài mà bạn vẫn thấy là cái quầng thâm mắt của mình nó không có giảm. Bởi vì mặc dù là mình gọi chung là quầng thâm mắt thôi, nhưng mà thật ra các nguyên nhân mà gây ra quầng thâm mắt nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân. Và mỗi cái nguyên nhân thì chúng ta lại có các phương pháp điều trị khác nhau. Ví dụ như cái quầng thâm mắt của bạn mà bạn thấy là do một cái tình trạng mà có cái các sắc tố xung quanh đó, tức là mình có cái sạm da quanh vùng mắt đó, thì đối với những trường hợp đó thì lại đáp ứng điều trị tốt với lại những cái thuốc bôi làm trắng nè, laser nè, những cái laser sắc tố để mà mình đào thải sắc tố đi. Trong cái trường hợp mà tối màu cái vùng quầng thâm mắt, tối màu do cái việc mà da nó nhăn, nó trùng nhão, thì lại những cái phương pháp mà làm săn chắc cái vùng đó, ví dụ như là lúc nãy mình có nói công nghệ RF đơn cực sóng trên hội tụ vi điểm thì nó lại làm cải thiện được cái tình trạng như vậy. Còn nếu mà trong trường hợp cái quầng thâm mắt này là do cái mô vùng đó nó bị trũng xuống và nhìn thấy cái quầng thâm mắt là do ánh sáng nó không tới được, thì trong cái trường hợp này bạn phải tiêm chất làm đầy thì mới cải thiện được tình trạng này. Rồi có thể do cái nguyên nhân mạch máu nữa, tức là da mình mỏng, mình nhìn thấy những cái mạch máu bên dưới và làm cho cái vùng đó có tối màu, thì lại đáp ứng điều trị với lại những cái laser mà tác động lên mạch máu. Như vậy là bạn thấy là rõ ràng là mình dùng từ cái quầng thâm mắt chung thôi, nhưng mà có rất là nhiều những cái nguyên nhân để mà gây ra cái tình trạng này. Thì do đó quan trọng nhất là chúng ta phải đánh giá được đó, nguyên nhân gây ra cái quầng thâm mắt của bạn là gì, thì từ đó mới có cái phương pháp điều trị phù hợp. Và có nhiều trường hợp chúng ta do nhiều cái nguyên nhân và chúng ta phải kết hợp nhiều cái nguyên nhân với nhau. Xin cảm ơn bác sĩ Tú vì những cái câu trả lời vừa rồi. Có một câu hỏi của bạn qua Facebook, bạn tên là Huỳnh Như, bạn chào bác sĩ Ánh Tú, em có câu hỏi là sử dụng retinol thì có tác dụng trong điều trị mụn không ạ? Em cảm ơn bác sĩ. Nãy giờ chắc là bác sĩ Tú cũng có nhắc đi nhắc lại nhiều lần về cái hoạt chất này rồi đúng không ạ? Và đúng là có lẽ là trong cái mùa này các bạn quan tâm vấn đề mụn đúng rất là nhiều. Chào bạn Quỳnh Như. Khi mà nhận thấy cái câu hỏi của bạn á, khi bác sĩ Tú nhìn thấy câu hỏi của bạn thì bác sĩ Tú cũng nói là bác sĩ Quân là chúng ta dừng lại cái câu này, bởi vì cái câu hỏi này nó sẽ cung cấp được thông tin cho rất là nhiều những cái bạn khác. Đó là cái việc mà chúng ta tại sao chúng ta lại sử dụng retinol trong cái việc mà điều trị mụn trứng cá. Thì như từ ban đầu mình đã nói là mụn trứng cá mình có nhiều mức độ, mức độ nhẹ, mức độ trung bình, mức độ nặng, thì tùy theo mức độ mà mình có chỉ định thuốc bôi hoặc là kết hợp với những cái thuốc uống. Thì hầu như retinol thì có cái vai trò trong cái việc mà không chỉ là điều trị mụn trứng cá, bởi vì nó làm giảm đi những cái thương tổn mụn trứng cá, nó làm giảm đi những cái thương tổn viêm và nó sẽ kiểm soát được mụn trứng cá tốt hơn. Mà hiện nay thì retinol người ta còn dùng để mà duy trì nữa, tức là khi mà mụn trứng cá đã ổn rồi thì mình có thể bôi retinol một cái thời gian có thể là khoảng vài tháng cho tới 1-2 năm để mà chúng ta hạn chế cái tình trạng mà nó xuất hiện lại cái mụn trứng cá này. Tuy nhiên thì cái việc mà bôi retinol, bác sĩ Tú cũng nhìn thấy những cái câu hỏi khác cũng tương tự như vậy, thì thôi xin phép trả lời luôn, đó là bôi retinol tại sao em lại cái da nó đỏ, nó khó chịu quá, rồi bôi retinol xong rồi em lại thấy là nó bị sạm, nó bị chốc vẩy nhiều hơn. Thì nhưng cái câu hỏi của bạn Quỳnh Như thì chắc là xin phép trả lời bạn luôn. Retinol rất là quan trọng trong cái việc mà chúng ta điều trị mụn trứng cá, và thường là được áp dụng cho việc điều trị mụn trứng cá cũng như là kiểm soát những cái sự tái phát này, như là lúc nãy bác sĩ Tú đã chia sẻ.
thì retinoid có cái vai trò tốt như vậy. Tuy nhiên cái việc điều trị á, thì nó lại có nhiều những cái vấn đề làm cho chúng ta hơi khó chịu tí xíu. Đó là một số những trường hợp thì bệnh nhân khi sử dụng retinoid ban đầu có cái tình trạng là cảm thấy là da nó đỏ, nó bị kích ứng lên, nó bong tróc lên làm cho bệnh nhân khá là khó chịu. Thì có một số cái cách để chúng ta hạn chế được chuyện này. Ví dụ như là mình sẽ tăng dần cái số lần bôi lên. Tức là ban đầu thì mình sử dụng retinoid có thể là sử dụng ngày hôm nay, ngày mai nghỉ, rồi ngày mốt mình xài cách sử dụng cách ngày, hoặc là mình bôi 1-2 tiếng thôi, mình rửa rồi sau đó mình sẽ tăng dần thời gian bôi. Và hiện nay thì mình có xu hướng là mình sẽ kết hợp với lại những cái chất dưỡng ẩm. Có thể là bạn sẽ bôi retinol vào buổi tối, cái chất dưỡng ẩm đó bạn sẽ bôi vào sáng, trưa chiều mình bôi vào ban ngày để mình phục hồi cái hàng rào bảo vệ da, để làm cho giảm cái tình trạng mà kích ứng da do retinol. Một cái cách thứ hai nữa đó là mình sẽ bôi khoảng 10 phút, sau đó là mình mới bôi retinol lên trên. Thì tùy theo bạn thấy cái cách nào thuận tiện thì bạn có thể sử dụng theo cái cách đó. Và khi mà bôi retinoid thì chúng ta phải có một cái lưu ý, đó là retinoid chúng ta chỉ sử dụng vào ban đêm thôi. Và khi sử dụng retinoid thì cái làn da của mình nó khá là nhạy cảm với nắng mặt trời, do đó chúng ta phải tránh nắng tốt khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này. Do đó thì lúc nãy bạn có một bạn hỏi là khi bôi retinoid thì cảm thấy là da bị sạm nhiều hơn, thì rất là có thể là do bạn đã chưa có tuân thủ được cái nguyên tắc này, bạn chưa có đúng cách được, cũng như là có thể bạn đang uống kèm với lại những cái thuốc mà nó làm tăng nhạy cảm với ánh sáng mặt trời, và bạn lại sử dụng retinoid nữa và chưa được hướng dẫn kỹ thì nó gây ra cái hiện tượng này. Và bạn yên tâm là đối với cái tình trạng mà tăng sắc tố do retinoid thì nó là tăng sắc tố sau viêm thôi, thì mình vẫn có thể điều trị được cái tình trạng mà tăng sắc tố. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Tú vì những cái câu trả lời mà rất là chi tiết về việc sử dụng retinoid, một hoạt chất mà hiện nay cũng rất là nhiều bạn đang sử dụng. Chúng ta nói rất là nhiều về retinol, chúng ta cũng biết một cái hoạt chất nó cũng có bà con với retinol, đó là adapalene. Tại vì có một cái câu hỏi của bạn Nguyễn Đức Dũng, bạn cũng hỏi là bạn đang dùng adapalene 0.1% rồi thì có nên dùng retinol nữa không ạ? Và hiện giờ thì bạn nói là bạn trộm vía là cũng không có mụn gì hết, đây là một bạn nam nhưng mà bạn rất là muốn chống lão hóa, thì cái việc mà sử dụng như vậy có hợp lý không bác sĩ Tú? Không biết là bạn Dũng đã bao nhiêu tuổi rồi thì bạn không có nói, là bạn cũng không có mô tả rõ lắm cái tình trạng da của mình. Do đó thì bác sĩ Tú vẫn rất là khuyến khích khi mà các bạn gửi câu hỏi về thì chúng ta nên chụp thêm cái da của mình để bác sĩ tư vấn nó cụ thể hơn. Thì nãy giờ mình nói về retinoid là mình nói về chung chung thôi. Tức là retinoid thì mình thường là trong điều trị mụn trứng cá mình có ba cái thành phần chính, đó là adapalene nè, tretinoin nè, và tazaroten. Thì tại sao mà mình thường hay sử dụng adapalene nhiều hơn, đó là bởi vì trên cái, mặc dù là tretinoin á thì có cái vai trò điều trị mụn trứng cá tương đối là nó mạnh hơn á, nhưng mà mình vẫn thích sử dụng adapalene cho người châu Á, người Việt Nam hơn. Đó là bởi vì nếu mà so cái làn da châu Á của mình so với là những người da Âu Mỹ thì cái da người châu Á lại nó nhạy cảm hơn, nó dễ kích ứng với những cái thuốc bôi hơn. Do đó khi mà bạn sử dụng adapalene thì dễ tiếp nhận, cái da mình dễ tiếp nhận hơn. Do đó bác sĩ thường là khuyên bạn là nên sử dụng adapalene là vì như vậy. Thì cái câu hỏi bạn đặt ra là bạn đã sử dụng adapalene và đáp ứng rất là tốt rồi thì bạn có nên sử dụng tretinoin hay không? Thì cả hai cái adapalene và tretinoin nó đều là retinol hết, nó đều là có cái vai trò kiểm soát lâu dài mụn trứng cá hết. Do đó nếu mà bạn thấy như bạn ghi là hiện tại thì bạn không có mụn, da bạn vẫn đang ổn, thì bạn vẫn có thể duy trì adapalene được mà không cần phải chuyển sang tretinoin. Còn nếu mà bạn thích chuyển sang tretinoin thì bạn nên áp dụng cái phương pháp mà bác sĩ Tú nói lúc nãy để mà chúng ta thích nghi dần cái da trước khi mà cái da của chúng ta quen với lại tretinoin. Xin cảm ơn bác sĩ Tú và tin chắc là những cái thông tin vừa rồi bạn cũng đã có được một cái hướng để điều trị thích hợp cho mình rồi phải không ạ? Và từ hồi nãy giờ chương trình chúng ta thì chúng ta từng nói nhiều với tới những cái loại thuốc bôi nhiều hơn, thì tiếp theo chương trình thì chắc là xin bác sĩ Tú trả lời một cái câu hỏi về một cái loại thuốc uống. Cái này chắc cũng là chuyên gia bác sĩ Tú nè. Bác sĩ ơi, gần đây em thấy các chị ở cơ quan em rủ nhau uống nước diệp lục cần tây để làm đẹp da và giảm cân. Thì em thấy các chị nói về lợi ích của nước diệp lục em nghe rất là ham, nhưng mà uống vào cơ thể thì bạn hơi sợ. Em không biết là loại nước này có hiệu quả và an toàn không, xin bác sĩ cho em lời khuyên với ạ. Đúng như là bạn đã chia sẻ đó, bệnh nhân của bác sĩ Tú cũng hỏi bác sĩ Tú vấn đề này nhiều lắm. Tức là hiện nay thì mình có cái nước diệp lục, nước cần tây được quảng cáo là mình sẽ uống vào sẽ làm đẹp da nè, giảm cân nè, cho nên các chị em của mình đổ xô vô uống rất là nhiều, tại vì ai cũng thích đẹp và cũng thích thon gọn đúng không ạ? Nhưng mà thực tế thì có được đúng như cái lời quảng cáo hay không?
Thì xin cung cấp một số những cái thông tin cho các quý anh chị đang xem chương trình như sau. Thứ nhất là mình nói về cái sự an toàn và về cái hiệu quả. Thì về hiệu quả, hiện nay thì những cái nghiên cứu về hiệu quả của nước diệp lục, hay còn gọi là cái thành phần là chlorophyll á, thì chỉ có những cái nghiên cứu nhỏ thôi, trên khoảng 10 tới 20 người thôi, trong cái việc mà điều trị mụn trứng cá nè, là lão hóa da nè, nhưng mà làm cái chế phẩm là cái dạng bôi, chlorophyll bôi, chứ mình chưa có một cái nghiên cứu nào trên cái dạng mà nước mình uống cả. Do đó thì về cái dữ liệu mà hiệu quả thì chưa có những cái bằng chứng cụ thể để mà chúng ta xác nhận được cái vai trò của cái nước diệp lục này. Mặc dù là cái thành phần chlorophyll nó có cái tính là kháng oxy hóa, kháng viêm và kháng khuẩn, nó cũng tốt á, nhưng mà hiện nay thì mình chưa có một cái nghiên cứu nào để mình khẳng định được cái vai trò của những cái chất này, cũng như là mình chưa có cái nghiên cứu nào mình đánh giá được là cái chất chlorophyll đó trong những cái sản phẩm kết hợp nước uống như vậy thì nó có thực sự là an toàn hay không. Và nói về an toàn thì một số nghiên cứu người ta cho thấy là khi mà sử dụng nước diệp lục thì có một cái tình trạng là da tăng nhạy cảm với ánh sáng mặt trời, tức là có thể là phát ban nè, có thể là lên mụn nước, và nó làm cho cái da của mình nó tăng nhạy cảm hơn khi mà mình đi nắng. Một số trường hợp thì lại thấy là có cái răng nó ngả màu do cái túi này nó có cái màu xanh, cũng như là có rối loạn tiêu hóa ở cái mức độ nhẹ. Và có một vài nghiên cứu, cái này thì chúng ta phải lưu ý đây, tức là cho thấy là nó không an toàn trên những cái đối tượng nghiên cứu là động vật có thai. Thì do đó, từ những cái thông tin về cái dữ liệu mà an toàn, dữ liệu mà về cái tính hiệu quả mà bác sĩ Tú vừa cung cấp, thì chúng ta hy vọng là chúng ta đã có cái sự chọn lựa cho riêng mình. Theo quan điểm cá nhân của bác sĩ Tú thì bởi vì chlorophyll nó vẫn là một cái thành phần rất là tốt, do đó thì chúng ta tốt nhất là chúng ta vẫn nên cung cấp cho cơ thể của mình, nhưng mà nên thông qua cái đường tự nhiên, cái đường ăn uống. Có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm, những cái rau mà nó có cái màu xanh xanh đậm, ví dụ như là cái mầm nè, cải mầm nè, hoặc là cái nhiều nhất là xà lách và rốc két, nó hay có cái mùi hơi thơm thơm, thì có chứa như rất là nhiều chlorophyll, thì chúng ta có thể là cung cấp cho cơ thể bằng cái đường ăn uống thì nó sẽ an toàn hơn. Xin cảm ơn bác sĩ Tú. Và theo Quân được biết thì gần đây bác sĩ Tú cũng có một cái bài viết trên fanpage của Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh về việc sử dụng những cái chất diệp lục này, đúng không ạ? Và nếu như mà bạn còn thắc mắc gì thêm thì bạn có thể nhắn tin qua fanpage của Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc tham khảo lại bài viết cũng do bác sĩ Tú viết trên fanpage của bệnh viện, để chúng ta có nhiều hơn những cái kiến thức và sử dụng đúng hơn về cái hoạt chất này. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã trải qua hơn một tiếng với cái chủ đề ngày hôm nay, đó là chăm sóc an toàn, làm đẹp an toàn và chăm sóc da trong mùa dịch. Thì với bác sĩ thạc sĩ bác sĩ Trần Nguyên Ánh Tú, chúng ta đã có rất là nhiều những cái thông tin bổ ích. Và tiếp theo chương trình, như chúng tôi đã thông báo ngay từ đầu, chúng tôi sẽ có một cái câu hỏi mở đầu của chương trình. Và nếu như mà các bạn trả lời đúng câu hỏi này bằng cách nhắn tin comment trực tiếp trên fanpage của bệnh viện, đồng thời với việc like share chương trình, thì các bạn có thể bước vào một cái vòng tiếp theo, đó là chúng ta sẽ bốc thăm để nhận được một cái phần quà hấp dẫn từ chương trình. Nhưng mà trước khi mà bước vào cái việc bốc thăm đó thì xin bác sĩ Tú hãy giải đáp cái câu hỏi thắc mắc ngay từ đầu chương trình nha. Dạ vâng ạ. Câu hỏi của mình đó là chăm sóc da tại nhà đúng cách trong mùa dịch. Thì có đưa ra cho các quý anh chị mình có bốn cái sự chọn lựa. Sự chọn lựa đầu tiên đó là sử dụng các sản phẩm rửa mặt chứa chất tẩy rửa mạnh. Thì nãy giờ chắc là trong cái phần livestream của mình cũng đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rồi, đó là bởi vì trong cái mùa dịch này, thứ nhất là cái mùa nắng nóng, thứ hai nữa đó là chúng ta sử dụng khẩu trang khá là nhiều, da khá là khô, da cũng khá là nhạy cảm, do đó thì chúng ta nên sử dụng những cái sản phẩm rửa mặt dịu nhẹ cho da. Cho nên câu đầu tiên là không có đúng. Rồi câu thứ hai, rửa mặt nhiều lần trong ngày, càng nhiều càng tốt, thì cái thông tin này nó chưa thực sự là chính xác. Bởi vì nếu mà chúng ta rửa mặt làm sạch là tốt, nhưng mà nếu rửa mặt nhiều quá thì nó mất đi cái lớp dầu trên da, thì nó lại vô tình kích thích cái tuyến bã nhờn, tiết ra bã nhờn nhiều hơn và lại gây ra mụn trứng cá. Cho nên câu B cũng là câu sai. Câu thứ ba, sử dụng bọt biển, dụng cụ rửa mặt để làm sạch mụn. Thì cái câu này lúc nãy trong cái phần livestream mình cũng đã nhấn mạnh rồi. Bởi vì khi mà chúng ta đang có một cái tình trạng mụn viêm như vậy, nếu mà chúng ta sử dụng những cái dụng cụ ví dụ như là bọt biển mà, hay là dụng cụ rửa mặt, hoặc là thậm chí là bàn tay của mình đi, mình chà sát trên da nhiều quá, thì nó sẽ gây ra tổn thương cái hàng rào bảo vệ da nhiều hơn, nó làm rối loạn cái hệ vi sinh vật trên da nhiều hơn nữa, và mụn trứng cá nó sẽ càng nặng hơn nữa. Do đó chúng ta không nên sử dụng những cái sản phẩm này. Như vậy thì ABC thì đã sai rồi, thì chắc chắn câu đúng sẽ là câu D, đó là chúng ta nên sử dụng kem dưỡng ẩm trước khi
mang khẩu trang và sau khi tháo ra. Và thông qua cái câu này thì cũng xin lưu ý các quý anh chị đang xem chương trình, đó là không chỉ riêng cho cái vùng chúng ta đeo khẩu trang không, mà ngay cả khi chúng ta trong cái mùa dịch này chúng ta phải khử khuẩn tay rất là nhiều, chúng ta có thể rửa tay với lại nước xà phòng hoặc là chúng ta sát khuẩn tay nhanh, thì sau khi mà chúng ta rửa tay xong, tay còn hơi mặn tí xíu, chúng ta cũng nên bôi kem dưỡng ẩm để cho da của chúng ta không bị tổn thương. Nếu mà chúng ta dùng sát khuẩn thì tay khô rồi chúng ta cũng lại phải sử dụng kem dưỡng ẩm. Cái vai trò của kem dưỡng ẩm trong mùa này thì rất là có vai trò rất là quan trọng mà chúng ta cần phải nên lưu ý. Và kem dưỡng ẩm là chúng ta phải bôi lặp lại nhiều lần. Xin cảm ơn bác sĩ Tú, một câu hỏi nhỏ thôi nhưng mà có rất là nhiều những cái thông điệp quan trọng mà bác sĩ Tú muốn gửi đến quý vị khán giả. Thì tin chắc là nếu như mà chúng ta đã theo dõi livestream từ đầu buổi tới bây giờ, chúng ta cũng đã chọn cho mình được cái câu trả lời đúng, và bằng chứng thực tế là trên tay Quân Đề đang có một cái thùng thâm rất là nhiều những câu trả lời đúng mà các bạn hợp với thể lệ của chương trình. Thì tiếp theo chương trình thì xin mời bác sĩ Tú sẽ bóp ra hai cái lá thăm may mắn nhất trong ngày hôm nay. Xin mời bác sĩ chắc Tú. Là một cái thăm bác sĩ Tú sẽ bóp ở trên cùng đi, và một cái thăm mình sẽ bóp ở dưới cùng. Xin cảm ơn bác sĩ Tú. Và cái lá thăm đầu tiên xin chúc mừng bạn Nguyễn Duyên ạ. Bạn đã may mắn trúng được cái phần quà của chúng ta ngày hôm nay ạ. Xin bác sĩ Tú cho chương trình một cái lá thăm nữa. Cái lá thăm tiếp theo thì như bác sĩ Tú đã nói, mình sẽ bóc ở phần sâu nhất. Sâu nhất. Và bạn thứ hai may mắn đó chính là bạn Thiều My ạ. Một lần nữa xin chúc mừng hai bạn, đó là bạn Nguyễn Duyên và bạn Thiều My đã may mắn giành được cái giải thưởng của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, thì hiện tại thì chúng ta thời lượng phát sóng cho chương trình cũng đã hết rồi, và tin chắc rằng qua một tiếng vừa rồi chúng ta đã có thật nhiều những kiến thức, thật nhiều những cái thông tin bổ ích đến từ thạc sĩ bác sĩ Trần Nguyên Ánh Tú trong việc chăm sóc da và làm đẹp an toàn trong mùa dịch. Và chúng tôi xin được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình của tuần sau với một chủ đề cũng cực kỳ hấp dẫn, đó là chăm sóc da dành cho người lớn tuổi, với sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Hoàng, phó khoa lâm sàng 2 Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Còn ở thời điểm hiện tại, xin cho phép Duy Quân và bác sĩ Ánh Tú được gửi lời chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.